chào cả nhà. Hello, xin chào cô chú nha. Chào cô chú trở lại kênh dài của hai mẹ con. Hôm nay thì mùa dịch bệnh corona nên ở nhà học sinh đều nghỉ hết trơn rồi. Nhưng mà hôm nay chủ đề của em là về cho học sinh. Thì những cái mẫu dài nào cho mấy em học mà mình tính đơn giản thôi cả nhà nha. Cấp 1 như Chí Minh thì mình không tính rồi. Bây giờ là từ cấp 2 trở lên thì mình những em mà học sinh mà bé gái mình hay mang thường dài gì cho nó thoải mái và cho nó đi nó dễ chịu nhất nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà một cái chủ đề đó là dài mang với áo dài học sinh thoải mái nhất. Cả nhà ha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh theo dõi nhiều video và nhiều chia sẻ mới của hai mẹ con nha. Thì mình vô thẳng vào chủ đề. Thì ở đây em bán giày nữ nhiều nên em chia sẻ về những cái mẫu giày nữ cho cả nhà cùng xem. Thì học sinh mà thường thường mấy em học cấp 2 thì mình mang thì những cái mẫu dài gì cho nó thoải mái và cho nó im chân nhất. Thì đây là một cái mẫu dài mà đang được lựa chọn và mấy em học sinh thường thường lựa chọn để mình mang cho nó thoải mái chân khi mình đi học cả nhà nha. Đó là một mẫu sandal nè nè. Cái này là hàng mới nhập về luôn nha cô chú nha. Đúng rồi, mẫu mới nhập về siêu hit hot luôn và rất là đơn giản thôi chứ không có cầu kỳ nhiều. Đầu năm thì nó về những cái mẫu em hay về những mẫu sandal như thế này nè để cho mấy em mà mình mùa nắng này nè mang những cái đôi giày này cho nó thoải mái và cho nó nhẹ nhàng nữa. Có kim tuyến không nha cô chú nha. Ừ đúng rồi. Kim và tuyến màu sàn. Đây là cái ưu điểm của nó là có những gì mà được lựa chọn như thế thì em chia sẻ cả nhà. Ưu điểm của nó là được nè. Nó có dây thun ở phía sau. Nó có dây thun ở phía sau cho mình kéo rất là dễ ha. Có thể làm dép mang luôn nha cô chú nha. Đúng rồi, có thể làm dép luôn. Chỉ cần kéo mình dịu mà nếu mình không mang làm dài thì mình có thể đạp gót mình làm dép mình mang cũng được. Và cái thứ tiếp theo nữa là cái độ thông thoáng của nó. Khi mình mang một cái đôi dài thì nó ngón chân mình nó sẽ được hở ra và nó sẽ không có bị gây hầm bí cái chân của mình và nó tạo cảm giác thoải mái khi mình mang nữa. Và cái tiếp theo nữa đó là nó hở gót, nó hở mũi nên giúp cho mấy em đi nó thoải mái rất là nhiều luôn. Dạ ở đây con có màu da với màu đen. Đúng rồi, nó có sẵn đây, có hai sẵn là hai màu đen với màu kem. Và cái ưu điểm tiếp theo mà mình nên lựa chọn những cái loại dài này là khi mà mình mang những loại dài này cả nhà ha, khi mà nếu mà mình đi vào những cái mùa mưa mình vẫn mang được cả nhà. Tại vì nó rất là dễ lau chùi mà rất là dễ vệ sinh nữa. Mình mang mình không có lo là nó bị bẩn hoặc là nó khó. Nó hầm bí giống như những cái đôi giày khác. Khi mà mình chọn á cả nhà ha, những cái màu sắc như thế nào để mình chọn để mình kết hợp với những cái bộ áo dài. Tại vì áo dài thì nó thường thường là màu trắng thì mình nên chọn những cái mẫu nào, cái màu nào cho nó hợp. Thì mình nên chọn những cái màu nào giống như màu đen hoặc màu kem hoặc là màu bò, những màu trắng thì cho nó nhu, cho nó dễ mang để nó kết hợp với cái áo dài trắng mình cho nó dễ dàng hơn nữa. Chứ đừng nên lựa chọn những cái màu nó quá sáng hoặc nó quá chói. Hoặc là ví dụ như là màu xanh nè, màu vàng nè, rồi màu cam. Màu đó thì nó hơi chóe quá thì nó rất là khó để các em mà mình kết hợp với lại áo dài. Thì rất là khó khăn khi mình mang đi học nữa. Và kế tiếp nữa, đặc điểm gì nữa đây để em chia sẻ cả nhà nha. Cái tính năng của nó nữa là khi mà mình mang áo dài á thì mấy em á mình nên lựa chọn những cái đôi nào á cho nó giống như nó đơn giản chút xíu, đừng quá cầu kỳ và những cái bảng nó nhỏ nhỏ thôi, đừng có bảng bự quá. Thì tại sao mình đừng nên lựa chọn những cái bảng bự? Tại vì những cái bảng bự á nó sẽ giúp che lấp cái chân mình á, làm nó gây bó cái chân mình nhiều quá, mình sẽ không có thoải mái khi mình đi nữa. Thì mình nên lựa chọn những cái đôi mà nó có cái độ đàn hồi phía dưới này nó hơi nhiều chút xíu cả nhà nha, và nó hơi thoáng như vậy nè, bản thanh mảnh thôi thì nó sẽ giúp cái chân mình nó thon và nó gọn và nó dễ mang hơn nữa. Đó là những cái lựa chọn căn bản mà cả nhà nếu mà khi mình kết hợp mình lựa chọn cho mình hoặc là mua cho con của mình khi mà mình mang cho mấy em học sinh mang đi học á, thì những cái đặc điểm mình cả nhà mình nên chọn nó là lựa những cái đôi giày nó thông thoáng nè, nó không gây hầm bí chân và nó có hở hai bên,
giúp cảm giác thoải mái khi đi. Và màu sắc á, thì mình nên lựa chọn những cái màu cho nó nhu nhu, cho nó dễ mang chút xíu. Đừng nên lựa chọn những cái màu nó quá ché và nó quá sáng, nó khắc khó mang khi mình kết hợp với áo dài. Và cái một cái đặc điểm nữa là mình nên chọn những cái hoa cho nó thanh mảnh thôi. Đừng nên lựa những cái bảng nó quá to, nó gây chèn ép cái chân mình, làm cái chân mình nó không thoải mái khi mình mang áo dài khi mình đi học hay cả nhà ha. Đó là những cái chia sẻ em có thể gửi đến cho cả nhà về một cái mẫu dài để mang đi học cho mấy em học sinh, mà lựa những cái đôi dài nào mang cho thoải mái nhất. Cảm ơn cả nhà đã xem video của hai mẹ con. Cả nhà yêu thương nhớ đăng ký kênh theo dõi và nhớ theo dõi ở trang Zalo của shop là 0907150157 hoặc là trang fanpage là dài HB để theo dõi nhiều cái mẫu mới cập nhật hàng ngày cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye. Cảm ơn cô chú đã xem video của hai mẹ con. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Thank you.